Nghe nói là ăn rau thì sẽ giúp cho bạn giảm cân. Nhiều người cho rằng là việc ăn rau thay cơm để giảm cân là muốn cắt giảm đi những cái lượng cáp ở trong khẩu phần ăn hàng ngày của mình. Và những người mà áp dụng phương pháp này thì đều cắt bỏ cơm ở trong bữa ăn và có xu hướng là ăn rau nhiều hơn. Và thực tế là họ đã giảm cân thành công. Thế nên cái việc là chúng ta ăn rau thay cơm thì có thể giảm cân nhé. Tuy nhiên thì cái chế độ ăn nhiều rau để thay cơm thì giúp giảm cân cũng không phải lúc nào cũng có hiệu quả. Do rau lại là cái thực phẩm chứa khá ít calo. Do đó ấy, thì nó rất là dễ dẫn đến cái tình trạng là thiếu hụt dinh dưỡng này, không cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể này. Vì thế nếu muốn thay thế hoàn toàn rau cho cơm thì bạn sẽ nên bổ sung nhiều cái loại rau củ này, trái cây, chứ không phải là chỉ ăn mỗi rau thôi nhá. Và bên cạnh đó thì bạn có thể là cắt bỏ cơm, thế nhưng mà cũng không nên là cắt bỏ cái tinh bột hoàn toàn. Ngoài cơm thì bạn cũng có thể bổ sung những cái tinh bột khác từ các loại củ, ví dụ như là khoai lang, khoai môn hoặc là bí ngô.